Việt Nam xin cảm ơn quý vị. Lúc nãy Việt Nam nói là quý vị đã thưởng thức ca khúc Mẹ Tôi của Nhị Hà. Thì thật ra theo như giáo sư Trần Huy Bích nói đó, thì nhạc sĩ Nhị Hà đã tự mình sáng tác cái bài thơ đó và phổ nhạc. Nhưng ông không phải là thi sĩ, bởi vì chỉ có một bài duy nhất. Nhưng mà một bài duy nhất đã trở thành bất tử trong lòng của tất cả những người Việt Nam. Và chúng ta nghe cái ca khúc này thì chúng ta thấy được cái hình ảnh của mẹ đầm thắm, mẹ dịu dàng và mẹ trở thành một cái nguồn sống của đời con. Vậy thì giáo sư, nhân cái dịp này đó, chúng ta nói về mẹ thì chúng ta hãy nói qua về cái ngôn ngữ hiếu trong văn chương Việt, hay là trong văn chương, trong thi ca, không có nghĩa là trong thi ca, có khi là cái chữ hiếu đó nó bàng bạc ở đâu trong những tác phẩm tiểu thuyết hay là những cái bài tùy bút. Về giáo sư nghĩ sao về cái những cái ngôn ngữ văn chương ở trong cái nền giáo dục Việt? Thưa chị Phiên Đan, tình chị hiếu là ngụy giáo dục dạy dỗ trong đó, và đây là nguyên tắc luân lý. Khi đưa chị hiếu ra thì có những câu ca dao bản để chị hiếu, như câu đó thì là cái câu của giáo dục nhiều hơn của tình cảm thuần túy. Chẳng hạn chúng ta cũng biết những câu như công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chị hiếu, đây là đạo con. Thì những câu đó dạy người ta phải trọng chị hiếu, nghĩa công của cha rất lớn, công cái mà rất lớn. Hay là công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, củ lao chiến chữ ghi lòng con ơi. Chiến chữ củ lao là chiến chữ Hán mà tả cái công lao vất vả của người mẹ. Thì những câu đó cũng có giá trị, cũng hay, nhưng mà tôi nghĩ rằng câu đó là câu của giáo dục, là những câu của luân lý. Nghĩa lý cá nhân tôi thì tôi vẫn thấy những cái câu tình cảm thuần túy đó, tình yêu tự nhiên đó, tôi quý trọng, tôi gần những câu đó hơn. Nhưng mà những câu trên chúng ta có bắt buộc phải dạy trong khi dạy các em đi học. Chúng ta ít tuổi đã đi học rồi, công cha như đời Thái Sơn chúng ta học khi nhỏ rồi, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục giảng cho các em. Nhưng mà khi trình bày trong văn chương, những câu tôi đánh giá cao là câu tình cảm thuần túy mà ra trong ca dao, trong thơ của Vũ Ông Trương, Nguyễn Bính, hay là Lưu Trọng Lư, hay là Trần Trung Đạo. Vâng, vậy thì phía Nam muốn hỏi giáo sư, trong tất cả các bài thơ, những bài thơ đã được phổ nhạc về tình mẹ, thì có nhiều bài thơ quý vị biết, nhưng mà cũng có những bài thơ mà không chỉ riêng người Phật giáo mà người Công giáo cũng hát, đó là bài Bông Hồng Kẻ Áo của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thế thì giáo sư có thể nói qua về cái bài thơ đó không ạ? Thế thì nhân cái dịp cắm bông hồng, thì ông nghĩ là những người còn mẹ là may mắn, thì những người còn mẹ thì dùng một màu hồng màu khác, những người mất mẹ có một màu khác. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một bài thơ mà ý nghĩa rất ý nghĩa rất sâu, và rất nhiều người ưa thích, giới trẻ ưa thích. Không phải vì Thiền Sư Nhất Hạnh là một thiền sư của Phật giáo, khi cái tình cảm thì nó đứng vượt lên trên rồi, tức là nó ngoài biên giới tôn giáo, thì đấy cũng là bài thơ giá trị mà chúng ta nhiều người thích, và chúng ta cũng nên tiếp tục giảng cho các em. Tôi nghĩ là chị Phiên Đan còn biết về bài thơ đó nhiều hơn tôi nữa. Mong chị Phiên Đan sẽ được rõ bài thơ đó hơn. Thưa quý vị, giáo sư Trần Huy Bích khiêm tốn, chị Phiên Đan làm sao mà chữ nghĩa nhiều như là giáo sư Trần Huy Bích. Thế nhưng mà thật sự ra khi chúng ta nói tới những cái khúc nhạc hay là những cái thi ca mà ca ngợi mẹ, mà nó diễm lệ, mà nó đẹp, để cho lúc nào chúng ta nghe tới là chúng ta lại biết rằng là mình còn mẹ hay không. Đó là bài Bông Hồng Kẻ Áo của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Bài Bông Hồng Kẻ Áo đã tạo cho mỗi một con người Việt Nam, nhất là cái mùa Vu Lan ạ. Vâng. Thì đi ra đường mỗi người có một cái cành hoa hồng. Thật sự ra là cái mùa Vu Lan là dành cho mấy người, cho các Phật tử Phật giáo.
Thì khi mà ra ngoài đường trong cái mùa Vu Lan thì chúng ta sẽ nhìn thấy người đó, là biết người đó may mắn hay là người đó bất hạnh. Tại vì khi mà có cái hoa trắng ở trên áo, tức là người ta ngậm ngùi. Nhưng người ta, tại sao người ta phải đeo cái hoa đó? Vì người ta đeo để biết rằng là mẹ đang ở trong trái tim của con, vì ngày hôm nay con mất mẹ rồi. Thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết ra cái bài thơ Bông Hồng Kẻ Áo đó. Và cái bài thơ này nó tạo cho người ta sự suy nghĩ là ngày nào mình còn mẹ thì cái ngày đó cái hơi thở mình còn, ngày nào mình mất mẹ thì hơi thở đã cạn quyệt. Thì thưa quý vị, Phiến Đan ở đây không thể diễn tả để mà nói kêu gọi quý vị phải yêu mẹ, yêu bằng cách nào. Thưa giáo sư, cái tình mẹ nó rất là bao la. Mẹ cũng yêu con nhiều cách lắm. Có nhiều người rất nghiêm khắc nhưng mà rất yêu con. Có nhiều người rất là chiều con nhưng mà cũng là yêu con. Có nhiều người, tại sao khi mà Phiến Đan kể một cái giai thoại, ngày xưa Phiến Đan còn nhỏ mà đi học á, thì phải nói lúc mà học trung học, mới bước vào trung học đi học thì quý vị, là nhiều khi cũng hay đến nhà bạn để làm bài tập. Và đôi khi nghĩa là mãi vui lại không, ngày xưa làm gì có cell phone để mà gọi cho mẹ hay là cho bố, cho nên cứ mãi vui cứ lo làm bài với bạn rồi đi về muộn. Thì về muộn thì đến ngay cái đạp xe mà vừa mới đến đầu ngõ là thấy mẹ đang chắp tay thế này là đi qua đi lại. Nghĩa là bà cụ, nghĩa là cái ngõ hẻm ở nhà đó bà cụ đi qua đi lại mà có vẻ sốt ruột lắm. Nhưng mà vừa mới thấy mình đó là bà cụ trợn mắt lên, thế là vào nhà cứ cây mà nện vào vào người. Vì cái gì quý vị, không phải là mẹ mình hung ác mà tức là vì mình sốt ruột, mình lo sợ cho con cái của mình. Bây giờ nó xuất hiện trước mặt mình thì bao nhiêu cái dồn nén, bao nhiêu cái sự lo sợ đó đổ lên bằng những cái vết roi lên người mình. Thưa quý vị, cái đó không phải là mẹ mình không thương mình, nhưng mà bây giờ mình đã là mẹ rồi, mình mới thấy được cái tình mẹ. Tại sao ngày xưa mẹ mình giận dữ đến như vậy là bởi vì sợ mất đứa con của mình, sợ con mình bị tổn hại, sợ đủ thứ hết. Thế thì giáo sư ạ, giáo sư có thể nói cho Phiến Đan biết được là trong văn chương và trong cái phong tục tập quán của xưa và nay có cái gì khác nhau giữa cái tính cách của người mẹ hay không? Thưa, cảm ơn chị Phiến Đan đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, là hồi nhỏ ở nhà bạn bài học hay là vui với bạn, về nhà trễ, hồi đó không có điện thoại để gọi điện thoại cho mẹ, không cách nào để thông tin trước được, về trễ ở nhà mẹ lo lắng mà chị bị mẹ đánh. Nhưng mà không oán giận mẹ. Lúc đó có oán ạ. Thưa quý vị, lúc đó bị đánh, mình tức quá, mình cũng phải là sao mà mẹ mình đánh mình như thế này. Cũng giận chứ, trong bụng phải nói thật có giận mẹ. Giận mẹ, nói là từ nay là không có thương mẹ nữa, nghĩ trong đầu như thế. Nhưng mà mẹ còn bắt quỳ gối nữa thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ mới thấy hối hận quá, tại sao lúc đấy lại nghĩ về mẹ như vậy. Bây giờ chị thông cảm mẹ nhiều hơn. Điều đó lại gợi tôi nhớ lại câu Qua Dao chúng ta đọc cho nhau từ lúc đầu tiên đó, là lên con, xin lỗi, lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Bây giờ mới hiểu tại sao mẹ lo lắng như vậy, thông cảm cho mẹ. Chị đúng người con chi hiếu, người con thông cảm mẹ, bị mẹ đánh mà bây giờ hiểu mẹ, quý trọng mẹ, thì điều đó cũng rất đáng kính trọng, đáng kính phục. Dạ, vâng. Đồng thời, thế nên thầy chồng Ca Dao Việt Nam nó có bài chỗ ước mẹ nằm. Tôi vừa đọc cái câu của nhà thơ Nguyễn Duy vậy, là lòng ta chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa vậy. Bây giờ mẹ mất rồi, nằm ngoài trời mưa thì cái lòng ông ở cái chỗ ướt, mẹ nằm chỗ ướt đêm mưa. Thế thành ra đây câu đó cũng rất là cảm động, ông nghĩ tới điều đó. Nhưng mà hồi đó câu hỏi trước của chị là có một điều gì đó giống nhau giữa nhiều thơ văn Việt Nam, thì cái hình ảnh người mẹ đợi con đó, khi mà con chưa về đến nhà, mẹ đóng chờ đợi về, thì chúng ta đang nghe thứ nhất là cái bài mà cái bài hát có câu là chiều chiều bên liếp lều tranh mẹ tôi ngóng đợi đàn con. Thì nhà thơ Tản Đà trước đó cũng có một cái, cũng có mấy câu thơ về tình cảnh người mẹ chờ con, là câu này: tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa mắt trông con đứa đứa về dần. Các con không về một lúc, đứa trước về sau, nhưng mẹ chờ đủ con về đã, mặt trông con đứa đứa về dần, xa xa con đã tới gần, các con về đủ quây quần bữa ăn. Dạ vâng, thưa quý vị, Phiến Đan tạm dừng trong đây lát, mà mời quý vị theo dõi vài cơ sở thương mại bảo trợ cho đài, và chúng ta sẽ trở lại phần cuối của câu chuyện hôm nay. Cảm ơn quý vị.